con trai của bản cổ, cũng không dám đắc tội với Trư Bát Giới. Vì sao lão Trư lại nổi giận khi được phong làm Tịnh Đàn sứ giả? Nhiều độc giả tinh ý có thể sẽ phát hiện ra rằng nhiều yêu quái hung ác trong Tây Du Ký, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không sợ. Nhưng có một vị thần tiên khác lại là khắc tinh của chúng. Đó chính là Đế Thích ngự trị trên núi Võ Đang, còn được gọi là Chân Vũ Đại Đế. Theo truyền thuyết dân gian, ông là con trai của bản cổ và được tôn làm Đãng Ma Thiên Tôn. Nhân vật đã được Tâm Linh Cuộc Sống nhắc đến ở video trước. Từ danh hiệu có thể thấy, nhiệm vụ chính của ông là tiêu diệt yêu ma. Thế nhưng, một nhân vật tài giỏi như vậy lại rất sợ Trư Bát Giới. Cho dù Thiên Bồng Nguyên Soái đã bị đẩy xuống trần gian thành Chư Tinh, nhưng vị thần này cũng không dám gây sự. Rốt cuộc, lý do là gì? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, bạn đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Trong cuộc chiến tại Tiểu Lôi Âm Tự, Tôn Ngộ Không được chỉ dẫn để đi tìm Chân Vũ Đại Đế cầu cứu. Chân Vũ Đại Đế nói với Tôn Ngộ Không rằng, ngày xưa, ông nắm giữ vị trí Chân Vũ ở phương Bắc, tiêu diệt yêu tà khắp thiên hạ theo chiếu chỉ của Ngọc Đế. Ngài sau đó đã xõa tóc chân trần, đạp lên rắn và rùa thần, dẫn đầu 5 vị thần xâm xét cùng với các thần thú hung dữ như Độc Long, Sư Tử đều ưu phục yêu ma từ phương Đông Bắc theo lệnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có thể thấy rằng Chân Vũ Đại Đế được giao nhiệm vụ trừ yêu theo lệnh của Ngọc Đế và cũng được giao nhiệm vụ trấn giữ núi Võ Đang theo lệnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây cũng là lý do mà trong lãnh thổ Đại Đường không có yêu quái xuất hiện. Nói một cách đơn giản, Chân Vũ Đại Đế chính là khắc tinh của tất cả yêu quái trong tam giới. Nhưng một nhân vật mạnh mẽ như vậy lại bị một yêu quái như Trư Bát Giới không xem ra gì. Trong nguyên tác, Tôn Ngộ Không đã hóa thân thành hình dáng của Cao Thúy Lan ở Cao Lão Trang để dọa Trư Bát Giới rằng cha ta đã mời pháp sư đến bắt ngươi. Ai ngờ Trư Bát Giới chỉ hừ một tiếng rồi nói, đừng nói gì về pháp sư đạo sĩ, cho dù là Đãng Ma Thiên Tôn xuống đây cũng không dám làm gì ta. Nhiều người nghĩ rằng Trư Bát Giới đang khoác lác, nhưng thực tế không phải như vậy. Trong sự kiện ở Ngũ Trang Quan, ba vị Phúc Lộc Thọ đã đến xin giảm tội cho Tôn Ngộ Không, nhưng Trư Bát Giới thậm chí đã công khai kéo mũ thọ tinh xuống, gọi cả ba người họ là nô tài. Mặc dù ba vị này không hài lòng nhưng cũng không dám nổi giận. Tại sao Trư Bát Giới vừa không sợ Chân Vũ Đại Đế lại còn dám bất kính với ba vị thần Phúc Lộc Thọ? Chúng ta đều nghĩ rằng Trư Bát Giới tham ăn, háo sắc và thực lực bình thường, nhưng thực ra thân phận Thiên Bồng Nguyên Soái của hắn lại có địa vị cao hơn nhiều so với tưởng tượng. Đầu tiên, vũ khí của Trư Bát Giới là chiếc cào chín răng được Thái Thượng Lão Quân tự tay chế tạo và được Ngọc Đế ban tặng. Đây là trường hợp duy nhất trong tam giới. Thứ hai, Thiên Bồng Nguyên Soái là người đứng đầu trong 4 vị thánh Bắc Cực, trong khi Chân Vũ Đại Đế lại chỉ đứng thứ tư trong số 4 vị thánh đó. Do đó, Trư Bát Giới không có việc gì phải sợ Chân Vũ Đại Đế. Cuối cùng là mặc dù Trư Bát Giới về mặt danh nghĩa là bị Ngọc Đế giáng xuống trần gian, nhưng lại có thể theo chân Đường Tăng đi thỉnh kinh, sớm muộn gì cũng sẽ tu thành chính quả. Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng Trư Bát Giới rất có thể là một quân cờ mà Ngọc Đế sắp đặt trong nhóm sư đồ Đường Tăng. Với hai cấp độ quan hệ này, những người biết rõ nguồn gốc sẽ không dám bất kính với Trư Bát Giới. Tuy nhiên, tại sao Trư Bát Giới sau khi thỉnh được chân kinh lại không muốn làm Tịnh Đàn sứ giả như đã được phong? Sau khi Đường Tăng và các đồ đệ thành công trong việc thu thập kinh điển, Phật Tổ Như Lai đã tiến hành khen thưởng. Đường Tăng và Tôn Ngộ Không đều đã thành Phật, trong khi Trư Bát Giới chỉ được phong làm Tịnh Đàn sứ giả. Nghe vậy, Bát Giới lập tức nổi giận, hỏi Như Lai rằng Tôn Ngộ Không đã thành Phật, nhưng tại sao mình chỉ là một sứ giả? Tuy nhiên câu hỏi ấy lại bị Như Lai lạnh lùng bác bỏ. Thực ra có 3 lý do khiến Trư Bát Giới không muốn làm Tịnh Đàn sứ giả. Thứ nhất, tất cả đều là đồ đệ của Đường Tăng, đều đã từng bước đi đến Tây Thiên thỉnh chân kinh, nhưng khi khen thưởng thì cấp bậc lại có sự chênh lệch. Điều này khiến Trư Bát Giới, người luôn coi trọng thể diện, cảm thấy rất không công bằng. Thứ hai
là danh hiệu tịnh đàn sứ giả, thực ra chỉ là hư danh. Thứ ba, mặc dù những gì Đức Phật Như Lai nói nghe rất có lý, nhưng chức vụ này chỉ là một thế vị được Như Lai lập ra tạm thời. Trong Tây Du Ký, hệ thống vị trí của Phật giáo gồm có Phật, Bồ Tát, Kim Cang, La Hán, nhưng lại không có sứ giả. Rõ ràng, cái gọi là tịnh đàn sứ giả chỉ là một chức vụ tạm thời mà Như Lai giao cho chư Bát Giới. Hơn nữa, xét theo thứ hạng cuối cùng, vị trí của tịnh đàn sứ giả chỉ cao hơn Sa Tăng và Bạch Long Mã một chút. Bát Giới suốt dọc đường phải tuân thủ quy định, nhẫn nhịn, chịu đói, nhưng cuối cùng chỉ nhận được một chức vụ nhỏ bé như vậy, thì làm sao có thể không tức giận. Một điểm quan trọng nhất là tịnh đàn sứ giả chỉ là một vai trò dọn dẹp thức ăn thừa, trong khi những người thực sự được hưởng thụ lễ vật lại là người thân của Như Lai. Thảm hại hơn nữa là chư Bát Giới không chỉ là người dọn dẹp thức ăn thừa, mà thứ tự ăn uống của anh ta còn chỉ đứng thứ ba. Theo nguyên tắc trong buổi lễ trao thưởng, chư Bát Giới đã phản đối rằng, trong khi huynh đệ đều đã thành Phật, vậy tại sao bản thân phải làm sứ giả chứ? Đối mặt với sự nghi ngờ của chư Bát Giới, Phật tổ Như Lai giải thích rằng, do miệng của ngươi mạnh mẽ, thân thể ngươi cũng lớn, dạ dày rộng rãi. Trên thế gian này, tứ đại bộ châu, những người ngưỡng mộ giáo lý của ta rất nhiều. Tất cả các việc Phật đều dạy ngươi thanh tịnh bàn thờ. Đó là một phẩm cấp có thể hưởng thụ, sao lại không tốt? Theo lời của Như Lai, thì lễ vật của các tín đồ khi cung bái đều sẽ do chư Bát Giới đảm nhận việc ăn hết các lễ vật với lượng thức ăn khổng lồ. Nhìn qua, đây thực sự là một công việc tốt, vì Bát Giới vốn đã rất tham ăn. Điều này hoàn toàn có thể phát huy tài năng của hắn. Nhưng thực tế, Bát Giới đã bị cách chơi chữ của Như Lai làm cho bối rối. Trong nguyên tắc hồi 77, Đức Phật Như Lai dẫn đầu đội ngũ trừ yêu quái hùng hậu đến núi Sư Đà để chế ngự Kim Xí Điều và nói: "Người ở đây tạo nhiều nghiệp chướng, hãy theo ta về sẽ có công đức tiến bộ." Kim Xí Điều phản bác rằng: "Ở nơi đó người ăn chay, sống cực kỳ nghèo khổ, còn ở đây ta ăn thịt người, hưởng thụ vô cùng. Nếu ngươi làm ta đói khổ, ngươi trở thành kẻ có tội." Để khiến Kim Xí Điều không nghe lời quay về, Như Lai đã hứa rằng bản thân ngài quản lý bốn châu lớn, vô số chúng sinh ngưỡng mộ. Nếu hắn chịu làm những điều tốt đẹp, ngài sẽ dạy họ phải cúng bái hắn trước. Chỉ như vậy, Như Lai mới thành công thuyết phục được con đại bàng này. Ý nghĩ của chính lời hứa trên chính là mỗi khi tín đồ dâng lễ vật cúng dường đều để Kim Xí Điều ăn miếng đầu tiên. Sau đó mới cho chư Phật và Bồ Tát, và cuối cùng mới đến lượt chư Bát Giới xử lý sạch sẽ. Vậy nên có nhiều ý kiến cho rằng tịnh đàn ở đây không phải là người giữ sạch bàn thờ, mà nên gọi là người mang thức ăn thừa. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi Bát Giới vừa nghe thấy mình được phong chức vụ như vậy, liền lập tức nhảy lên phản đối. Có lẽ hắn cũng không ngờ rằng một vị thiên bồng nguyên soái như mình đã theo đường tăng đi thỉnh kinh, chịu đựng gió mưa suốt 14 năm, cuối cùng chỉ nhận được một chức vụ thừa thãi. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, bạn đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay.